Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách làm gỏi trái đào với lại thịt gà nhé. Đầu tiên thì thịt gà mình đã rửa sạch sẽ đây. Giờ bây giờ mình sẽ cho rau củ và mình luộc để mình lấy cái nước này chút nữa mình nấu canh cho nó ngọt đấy. Còn bình thường thì các bạn luộc các bạn chỉ cho củ gừng vào là được nhé. Đấy, mình cho cả hành và một chút hạt nêm vào cho nó đậm vị này. Đấy, hành tây mình cho vào nước nó rất là ngọt và thơm nhé. Rồi sau đó thì mình tiếp tục đi chế biến các nguyên liệu khác đây. Đây, trái đào đây các bạn này. Mình trước khi mình sắt miếng ấy, thì là mình sẽ chuẩn bị một cái bát nước lọc đun sôi để nguội và mình cho một chút giấm vào nhé. Mục đích như vậy là để cho khi mà mình thái trái đào ra ấy, mình ngâm vào thì là nó sẽ không bị thâm đen lại nha các bạn, chứ không là đến lúc mà nó thâm đen và nhìn nó rất là xấu này. Đấy, nó ra cái nhựa các bạn. Đào thì khi mà làm gỏi các bạn chọn những trái xanh nhá, và sờ nó vẫn còn cứng không mềm tay nha các bạn. Đến lúc mình sắt như này ấy, thì là nó không bị nát này và ăn nó rất là giòn nhá, chua chua ngọt ngọt. Đấy, đào mà cho vào làm gỏi thì ăn rất là tuyệt vời nha các bạn. Trái cây mà mình kết hợp được như này ăn ngon lắm. Nó rất là thơm ngon, bổ dưỡng này, giòn này, mát này, thanh mát này, ăn thì không bị ngán này. Đấy, mùa này trái cây rất là sẵn và mua cũng rẻ nữa. Đào chỗ hôm nay mình mua ấy, chỗ này là người ta hỏi mình hỏi là 25.000 một cân. Đấy, chỗ mình họ đang bán như thế đấy. Ăn giòn giòn sạch rất là ngon các bạn nhé. Mà cái này khi mà mình trộn nó cũng không ra nước mấy đâu. Ăn chống ngán. Mùa hè này cứ món gì ăn rau củ nhiều là bổ sung vitamin được nhiều là tốt này. Nếu chúng ta mà ăn cái này bình thường chúng ta ăn không ăn một hai trái cũng ngán đúng không ạ? Thế mình cho vào mình trộn này, mình biến tấu này, ăn rất là ngon nhé. Rồi, các bạn nhớ thái giống như mình nhá, đừng có thái mỏng quá nhá. Thái vừa vừa này ăn đến lúc nó giòn rất là ngon này. Đấy, các bạn để ý mình cách chế biến nguyên liệu này. Đây, cái quả ớt chuông này to quá thì là mình bớt lại. Mình chỉ thái nửa quả thôi. Để mình bóp cùng này, ăn nó giòn ngọt nè, rất là ngon nhé. Các bạn, đây mình có ớt chuông đỏ đấy. Các bạn không, bạn nào mà không thích ăn ớt chuông thì chúng ta cũng có thể cho cà rốt vào nhé. Mình thích ăn ớt chuông thì mình cho vào thì nó sẽ thơm hơn này. Đấy, mình bớt lại một ít, mình cho vào mình xay nhuyễn cùng với tỏi để mình bóp chung cho nó thơm. Và bạn nào ăn được cay thì cho ớt bình thường vào nhé, cho nhiều ớt vào để màu sắc cho nó bắt mắt và nó cũng rất là thơm nữa. Đấy, tất cả các món gỏi của mình đều xe lấy ớt chuông mình xay, ớt chuông đỏ. Đấy, mình xay nhuyễn cho bạn xem. Đấy, bạn này yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Mình hy vọng là các bạn yêu thích món này, các bạn có ý kiến đóng góp gì cho món ăn của mình thơm, hấp dẫn và hoàn thiện hơn thì cho mình xin lúc bình luận nhé. Bạn nào mới vào xem kênh của mình nhớ cho mình subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Để mình có thêm động lực và làm thêm nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng hơn. Đấy, mình sẽ cho một ít trái tắc vào này. Tại vì là đào nó cũng chua chua ngọt ngọt rồi nên là các bạn cho ít vào thôi để cho nó dậy mùi lên thôi. Đấy, mấy trái tắc của mình nó cũng nhỏ ấy. Các bạn không có tắc thì các bạn cũng có thể cho chanh hoặc là cho giấm vào đều được nhá. Tắc như người ta còn gọi là quất đấy. Đấy, mình lọc qua đây bớt cái hạt đi này. Đây, gà của mình đã chín được rồi đây. Đấy, con gà này to ấy, và mình xé ra mình sẽ bớt lại để mình nấu canh, còn mình lấy lại một ít để mình chút nữa mình bao gỏi nhá.
chén nhỏ ra. Đấy. Không cứ gì mùa hè mà bất kể mùa nào đi chăng nữa thì là chúng ta trên mâm mà cứ có một đĩa gỏi chua chua ngọt ngọt à, ăn chống ngán rất là ngon đúng không ạ? Ai cũng ăn được mà rất là dễ ăn. Gỏi này thì nhà mình thường hay cuốn cùng với bánh tráng này, các bạn ăn cùng với phồng tôm cũng rất là ok. Hoặc là xúc cùng với bánh đa ăn. Đấy. À, mình chỉ cho thịt ít vừa thôi, vừa phải thôi, chủ yếu là rau củ ăn. Bổ sung vitamin. Đấy. À, cái chỗ đào của mình ấy là chỗ đấy là 400g nha các bạn ạ. Hết cái 6 quả đấy thì là nửa cân. À, mình thấy nó hơi nhiều mình bớt lại một quả. Đấy. Gần nửa cân. Nhưng mà mình bỏ tách hạt ra thì chỉ tầm gồm 400g. Đây mình xé nhỏ gà đây các bạn ạ. Ăn rất là thấm vị. Rồi xong rồi. Và mình đi trộn cho bạn xem nhé. Đây. Đấy, mình cho một nắm thịt gà này. Ớt chuông này. Như vậy là cũng được một đĩa rồi đấy các bạn ơi. Đó. Đào. Đào này, trái đào này đào trơn, nó không có hạt nhé. Hột à, nó không có lông nhá, có cái loại mà đào lông nữa đấy. Rồi. Đấy, mình cho vừng vào cho nó thơm này. Đấy, mình cho một chút muối này. Muối gia vị, đường. Rồi, các bạn nêm nếm lại gia vị cho nó hợp khẩu vị với gia đình nhà mình nhá. Các bạn thích ăn chua nhiều hay ngọt nhiều hay đậm hơn một chút nhá. Mình cho thêm một chút tiêu để cho nó thơm này. Đó. Và mình sẽ có rau húng láng cho vào cho dậy mùi. Các bạn thích ăn rau gì cho vào nhé. Có thể thay thế bằng rau kinh giới, rau răm đều được này. Đấy, mình cho một ít tương ớt vào, mình trộn đều lên. Rất là thơm ngon nhé. Các bạn mà ăn cay nhiều thì cho nhiều ớt vào giúp mình nhé. Đơn giản đúng không ạ? Vậy mà rất là ngon. Màu sắc rất là bắt mắt và đẹp. Bây giờ mình cho ra đĩa này. Đó. Vừa một đĩa này. Mình trang trí, mình bày một chút nhìn cho nó bắt mắt này. Đấy, món này ai cũng có thể làm được này. Hy vọng là các bạn thích món này và làm thành công món này nhé. Và thêm một món này vào trong thực đơn cho gia đình nhà mình này. Đấy, các bạn trộn nó cũng thấm gia vị rồi đấy. Bây giờ các bạn xếp vào xung quanh như này để ăn này. Nó giòn giòn rất là ngon và tiện nhé. Chúng ta gắp một miếng đào và miếng thịt rau rồi ăn kèm. Hoặc là chúng ta có thể ăn vã không cũng rất là ngon. Và đã trộn đầy đủ gia vị rồi ấy. Ăn rất là giòn. Tưởng tượng như là chúng ta chấm mối gia vị khi ăn ấy, thì chúng ta trộn như này. Rất là thơm, chua ngọt, ăn kèm với thịt, rau thơm. Đó, nhìn bắt mắt và cuốn đúng không ạ? Như vậy là xong rồi ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và ủng hộ mình nhé. Hy vọng là các bạn làm thành công và yêu thích món này nhé. Nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Mình hẹn lại các bạn vào những món tiếp theo. Xin chào.